Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 13 tháng 10 là miền Bắc tối hôm nay 12 tháng 10 nó không có về. Còn cái xe mình dự đoán miền Bắc ngày mai, con bạch thủ mình dự đoán đó là cái con 89 song thủ. Mình dự đoán cái cặp 0550. Anh chị em hãy tham khảo, chúc anh chị em có nhiều may mắn.